Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là cặp loa B3 của bác khách nâng cấp để lên cặp Classic Pro Full 30. Thì bác nào có nhu cầu mình tiết kiệm được ít triệu để sở hữu cũng như cặp loa Full 30 đẹp xuất sắc các nha các bác. Và bác có gửi luôn cái bộ dây loa mà khi các bác mua hàng đều được tặng kèm bộ dây loa. Bộ dây này các bác mua không cũng đã 500 ngàn rồi. Auto quét nha bác. Bộ này rất nutric để có sử dụng các vào loa. Khi mà phân phối cho các bác những dòng loa full bãi thì đều tặng kèm cho các bác một bộ dây loa. Và bộ này thì bác nâng cấp lên bộ Classic Pro nên là giao lại cho anh em nào mình sở hữu thì alo giúp bác nâng cấp lên. Thì bác đưa giá là 6 triệu là em bán cho bác, và cộng vào là cả công cả tiền ship là thành là 6 triệu 8, bao gồm phí ship nha bác. Tiền ship đã 400 ngàn rồi, còn là cả đồng xuất là 400 ngàn rồi, nên là cặp này là hiện tại là 6 triệu 8, lúc bác mua là 8 triệu 3 đấy. Thì bác nào mình có nhu cầu thì cứ alo cho em, thì giá thì em báo rồi. Bác nào cân đối và yêu thích cặp Full 30, cơ tầm tiền này các bác sở hữu một cặp Full 30 B3 bát 30 vừa nghi vừa hát. Cặp này hát phòng 35 m², gọi là khó ăn súp các bác. Dòng này quánh rất là căng, các bác phối ghép với những dòng âm ly khoảng cỡ 500W trở lên và những dòng đẩy 8 sò xét 8 sò thang ra lên thì các bác có thể khai thác thoải mái, đẹp xuất sắc các nhà các bác. Bác mua cặp này cũng được 2 tháng rồi, những cái rác kém này các bác. Đây là nhắn nhện này, đây, trước khi đi em sẽ lau sạch xía cho các bác rác kém loa này. Loa đẹp xuất sắc, em đã tháo căng sẵn rồi. Bác nào lấy thì alo cho em nha, giá 6 triệu 8 đã bao gồm phí ship nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt 100 ngàn nha, không bớt nhiều, tại vì giá thì bác cũng biết rồi. Bác đưa ra thì 6 triệu và cộng cả công, cả phí, cả ship rồi là tính là 6 triệu 8. Chuyển khoản đủ thì em bớt 100, còn 6 triệu 7 nha. Bác nào chốt cặp loa này thì alo cho em nha. Tất cả nguyên zin hết nha các bác. Bác nâng cấp thì lên Classic Pro 12 triệu. Bác nào nhu cầu bờ cặp này thì alo liền cho em nha, qua hàng số điện thoại trên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Cặp này chơi thoải mái phòng 35 m² rô lại nha các bác. Đấy, tiếng loa rất đẹp, chỉ là dính ra bụi bặm nhăn nhện rồi thôi. Trước khi đi em sẽ lau chùi sạch sẽ hết cho tất cả các bác nha, về chi việc các bác cắm và xài thôi.